Land Cruiser. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta xem một siêu phẩm được chờ đợi nhất của gia đình Toyota. Toyota Land Cruiser Prado 2024 rục rịch gia nhập thị trường Việt Nam. Những động thái mới đây của Toyota cũng như các đại lý phân phối cho thấy hãng xe Nhật đang rục rịch chuẩn bị đưa thế hệ mới của Toyota Land Cruiser Prado gia nhập thị trường Việt Nam. Bước qua thế hệ mới, Toyota Land Cruiser Prado được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm TNGAF với cấu trúc thân xe dạng rời, body on frame. Kích thước tổng thể của xe dài 4.920mm, rộng 2.139mm, cao 1.859mm và trục cơ sở 2.850mm. Về thiết kế, xe vẫn mang kiểu dáng vuông vức đầy cuốn hút. Chiếc xe trông nam tính, khỏe khoắn hơn khi các nhà thiết kế sử dụng nhiều đường thẳng, gợi đến những chiếc Toyota cổ điển trong quá khứ. Không chỉ giảm giá bán nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm, Toyota Việt Nam cũng đang nỗ lực làm mới một số mẫu xe để gia tăng sức hút với khách hàng cũng như tăng tính cạnh tranh trên thị trường ô tô. Chiếc Toyota Land Cruiser Prado LC250 sử dụng động cơ xăng 2.4 lít công suất 281 mã lực được cho sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào giữa năm nay với giá bán khoảng 2,7 tỷ đồng. Trong khi đó, ở một động thái khác, một số đại lý chính hãng của Toyota khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo nhận đặt cọc với Toyota Land Cruiser Prado 2024. Theo đó, khách đặt cọc, giữ chốt, mua Land Cruiser Prado 2024 sẽ được ưu tiên giao xe sớm ngay sau khi mẫu SUV này về Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết các đại lý đều không thông báo giá bán. Một số nhân viên bán hàng cho biết khách hàng muốn mua Land Cruiser Prado 2024 có thể đặt cọc với đại lý, khi xe về đến Việt Nam và mở bán đại lý sẽ báo giá. Sau khi xem xe và báo giá, nếu khách hàng không đồng ý ký hợp đồng mua xe, phía đại lý sẽ trả lại tiền cọc. Tương tự, đàn anh, Toyota Land Cruiser, mẫu SUV Land Cruiser Prado cũng được Toyota phát triển dựa trên nền tảng khung gầm TNGA. So với mẫu cũ, thế hệ mới của Toyota Land Cruiser Prado được trau chuốt lại kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, thể thao hơn. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được bổ sung trang bị, tính năng an toàn. Về vận hành, xe có các tùy chọn động cơ gồm máy xăng, máy dầu và cả hybrid. Một số thông tin cho biết phiên bản được nhập chính hãng về Việt Nam sẽ sử dụng động xăng tăng áp dung tích 2.4 lít có mã hiệu T24AFTS. Cỗ máy này cung cấp sức mạnh tối đa 281 mã lực và sức kéo cực đại 430 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 2 cầu và hộp số tự động 8 cấp. Đây cũng cấu hình động cơ của những chiếc LC250 tại thị trường Trung Đông, vốn khá tương đồng với Việt Nam. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng hãng xe Nhật cũng sẽ cung cấp thêm tùy chọn động cơ hybrid khi kết hợp giữa máy xăng 2.4 tăng áp và một motor điện. Động cơ điện này sẽ cung cấp thêm 48 mã lực kết hợp với máy xăng cho tổng công suất 330 mã lực và moment xoắn 630 Nm. Tại một số thị trường trên thế giới như Mỹ, Toyota Land Cruiser Prado mới đều sử dụng động cơ tăng áp 2.4 lít, 4 xi lanh cho công suất cực đại 326 mã lực, moment xoắn 630 Nm. Động cơ này còn được hỗ trợ bởi một motor điện 48 mã lực và hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, tại Australia và Tây Âu, mẫu xe này sử dụng động cơ dầu tăng áp turbo diesel 2.8 lít với hệ thống hybrid 48 V cho công suất 201 mã lực và moment xoắn 500 Nm. Ngoài ra, Toyota Land Cruiser Prado mới còn có lựa chọn động cơ 2.7 lít hút khí tự nhiên, 4 xi lanh thẳng hàng công suất 161 mã lực và moment xoắn 246 Nm. Kết hợp hộp số tự động 6 cấp Super X. Ở góc độ người dùng, nhiều người cho rằng những mẫu xe SUV cỡ lớn có thiên hướng đi địa hình kiểu LC250 nên có thêm tùy chọn động cơ diesel. Thậm chí, quản trị viên một diễn đàn ô tô lâu đời tại Việt Nam còn cho rằng thị trường trong nước nên có thêm tùy chọn máy dầu 2.8 lít. Cỗ máy này có công suất 201 mã lực và moment xoắn 500 Nm đang được trang bị trên chiếc Fortuner Legender. Về giá bán, nguồn tin này cho biết chiếc Toyota Land Cruiser Prado LC250 có giá bán dự kiến khoảng 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều người nhận định con số thực tế để sở hữu mẫu xe này sẽ không dưới 3 tỷ đồng do tình trạng khan hiếm hàng. Đây là điều có cơ sở khi mẫu xe đàn anh là Land Cruiser LC300 luôn bị đẩy giá từ hơn 400 triệu đến cả tỷ đồng kể từ khi ra mắt.